Tiếp tục là ngày ngày sáng ngày 30, ngày cuối của tháng tháng 5. Ta chuẩn bị tạm biệt tháng 5 rồi anh em ơi. Tranh thủ bòn mót những cái lộc còn lại anh em. Hy vọng là tháng mới, chuẩn bị qua tháng 6 mình sẽ có nhiều cái lộc mới, nhiều may mắn mới hơn anh em. Em cũng chúc anh em và em cũng như vậy anh em. Sáng hôm nay thì em lại lên toàn bộ áo M65 không nhá. Anh em nào chưa có áo M65 thì tranh thủ chốt. Và những con đẳng cấp, nói chung là tiền nào của đó, hàng chuẩn cấp phát. Con nào cấp phát thì em nói, và hàng con dân dụng thương mại em đều nói. Ai có túi tiền tầm nào thì mình quất tầm đấy nha. Một con M65 dây kéo nhôm vai 50 dài 80. Con này không có cầu vai, không có cầu vai là của thằng nào anh em. Con này 50-51 được á, 50-51 được á. Không có cầu vai thì chỉ có đời ba tem mới có mà thôi. Đời ba tem và lại túi trắng mới có, không cầu vai. Đặc biệt anh em chơi áo M65 đều là có cầu vai đúng không anh em? Ba tem này. Và con này không có đọc được đời đâu. Nếu mình có trình độ mình mới đọc được là nó là đời bao nhiêu, không? Còn mình không có trình độ thì mình đọc, mình chả đọc được. Nó không nói tao là năm bao nhiêu cho anh em biết được hết, cho nên là không có đọc được nha. Ở đây nó bị dơ một chút này. Mới thì rất mới nhưng mà nó có vết dơ. Thằng này đã bẩn rồi, thằng này đã bẩn rồi nhưng mà chưa có giặt thôi. Ở trên này có mũ như cá nha anh em. Đây, cái mũ của nó nha, xanh lè, màu lưu xanh lè. Nó là chuẩn đời năm 65. Đầu tiên ra năm 65 thì nó chưa có cầu vai. Tới khi mà năm 66 rồi á, nó mới cảm nhận rằng là cần có cái cầu vai này để nhét cái gì. Nhét cái gì anh em? Nhét cái thằng này vào nè. Nhét cái thằng này này. Nó không có cái này để nó nhét cái thằng bere vào trên cái cầu vai, cho nên là nó phải qua năm 66 nó phải chơi lên một cái cầu vai. Cũng là ba tem nhưng mà năm 66 thì nó bắt đầu lên cầu vai anh em. Rồi, con này là size small regular. Small là 60-70kg và cao 1m7-1m74, xanh lẻ. Cái vết in nút cũng không có, và vết không có một cái gì hết. Phải nói nó đẹp quá trời quá đất luôn. Cái đầu vào này, dây trên đi dưới đầy đủ hết nè. Nó mới lắm nhưng mà thằng này nó bẩn, bẩn qua một lần rồi nó bỏ. Cái cổ nó dính đất rồi nó không giặt luôn. Bẩn xong nó bỏ, không có giặt. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái này là của cố vấn. Cố vấn nha. Cái có nhiều anh em, cái chữ A này này, nó xanh lè đều màu luôn. Và con này anh em biết không, ông này là tay to mặt lớn mới có. Cái thằng này mới được bẩn cái áo này đó. Mấy cái con áo M65 mà không có cầu vai gì á, nó cũng ấy, nhưng mà nó lại chức tước, nó to, nó nhỏ thua thằng này luôn. Nhỏ hơn nhá. 60-70kg và cao 1m7-1m74, chuẩn màu ô liu, chuẩn M65 của lính Mỹ năm 65. Ai vừa con này và con này có vết dơ, em vẫn quất con này là 96/5. Cái vết gấp vẫn chưa có đâu à. Em vẫn quất nó là 96/5. Từ 93-96/5, chốt giùm em bộ 14 triệu mã số 5. 14 triệu. Con này anh em biết, nếu như không có dơ thì con này mới và đẹp là 20 triệu đó. Đời số 7 á, nó là đời số 7, thằng này còn đời cao hơn là đời số 5. Túi trắng nha. Em bán 14 triệu. Ai 60-70kg và cao 1m7-1m74 thì chốt con này nhá. Mã số 5 14 triệu. Chơi đẳng cấp nha anh em, nói chung là tiền nào của đấy. Tiền ít, có những con mà em bán cho anh em chỉ có 1 triệu mấy. 1 triệu cũng có, bán dây kéo cũng có. Nhưng mà mười mấy, 20 triệu cũng có. Cái đó phụ thuộc vào gọi là tiền nào của đó. Rồi tiếp một con M65 dây kéo nhôm có cả lớp luôn nha. Vai con này thì bự, vai 57.
này là nó dính dơ, cái này giặt ra. Vai 57, dài áo là 81, ở trong có lót này, có lót của nó nha. Con này là size lót regular, lót thì anh em 80-90kg và cao 1m7-1m74 mới vừa. Con này là chuẩn hàng cấp phát nhưng đặc biệt nó không có đời. Cái này gọi là bản contrast, không có đời nhá. Ở trong này là vải bốp lin này. Em bao vậy thôi, em bao thôi nhá. Chứ con này không, ở đây mà thanh minh thanh nga thì nó không có thanh được đâu. Nhưng con này là, ở đây là con này là thuộc về túi túi xanh rồi. Cái ở đây là dây bằng bố. Mình căn cứ vào con áo để mình nói này. Dây keo nhôm nhưng mà cái dây này mà trùng vải thì nó khác. Túi xanh, đúng ngay là túi xanh luôn. Em nhắc lại là 80-90kg, cao 1m7-1m74. Áo chưa có vết nút lì. Con này là màu xanh nhưng mà hanh hanh một chút. Đầu vào đầu ra này. Khóa, củ khóa của nó giống như thằng Talon á. Ha, giống như thằng Talon á. Rồi ở đây nó có một chấm dơ nhẹ nhẹ, một chấm nhỏ xíu xíu thôi. Con này hơi bị đỉnh rồi đó. Con này cái cổ tay cũng dính dơ, chưa có vết gấp. Nhưng mà chưa có vết gấp có nghĩa là như thế này này. Khi con áo này có một cái vệt ngăn luôn, tức là cái vết dơ á. Vết dơ đất là khác nhỉ, vết màu bạc hơn, gọi là vết gấp. Thì gập đi gập lại thì nó mòn cái vết gấp. Thì đấy, còn đây là gấp có dính đất chứ không phải là ý anh em. Em nói để anh em phân biệt như vậy nha. Nó có dính đất nhưng màu vẫn đều màu, chưa có một vết ngăn sâu ngăn biển gì hết. Tức là con này đang mới lắm á. Rồi ra đằng sau này thì nó bị dính dơ. Ra đằng sau này là bị đơ. Đây này, anh em nhìn đây nó dơ không? Dơ nhá. Ở dưới này có một bãi dơ nữa này. Cái vết dơ này ai mua là phải cân nhắc, biết giặt mới được. Chứ còn mà em thì em không có vỏ mấy cái này, không có chỉ được. Dơ này nhá. Hai vết. Rồi qua cổ tay. Nhưng mà con này báo mới luôn. Em bao hàng cấp phát và lại báo mới. Báo mới, lì vãi nhá. Ngay cái ống tay này em chả hiểu sao mà nó có mấy cái chấm lăn tăn này. Lăn tăn anh em nhìn thấy không? Chấm chấm đen đen nhỏ nhỏ xíu xíu. Nhỏ nhỏ thôi. Có mấy chấm nhỏ nhỏ như vậy nha. Ngay cổ tay này có hai chấm đen nhỏ. Nhưng mà phải 80-90kg mới vừa đó. Mới và con lót đi kèm luôn. Màu hanh anh em. Cao 1m7 trở nên, tại sao số đo em cứ phải đọc đi đọc lại hoài vậy? Con này tiền một cái là có cả lót luôn á. Ok không? Rồi, con này mà nói tới 96% vẫn được. Nhưng mà nó bị dơ ở đằng sau này nè. Cái hai cái chấm dơ đó làm con áo này phải tụt phần trăm. Chứ con này vô tư 96% đúng không? Vô tư luôn. Phần trăm đó giờ cho anh em bỏ, cho anh em báo luôn. 6 triệu mã số 4. Chốt em mã số 4, 6 triệu. Salad nha, 80-90kg và cao 1m7-1m74. Bây giờ tiếp một con M65 dây keo đồng. Có cả lót luôn. Lót luôn. Cái bộ combo mà có cả lót nó hiếm lắm anh em ạ. Tem, cái luột á, cái lót vẫn đang mới lắm nha. Lót thì size small, nhưng mà áo ngoài cũng small. Thông thường mà cái áo ngoài small, lót này medium vẫn vừa nhé. Con này là small long 60-70kg nhưng mà phải cao 1m74 giùm em nhé. Ít nhất phải 1m74, còn dưới 1m74 là hơi dài không có được. Rồi con này là đời 80, tức là con này chuẩn hàng cấp phát năm 80, 60-70kg và cao 1m74 trở lên. Em nhấn mạnh, nhấn đi nhấn lại cái vụ này để anh em
ai mà vừa số ký chiều cao này mình mới theo dõi được nhé. Vai 51, dài áo 85. Thông thường mà 80 nó chỉ dành cho cao 1m7, 1m7 trở lên thôi. Còn dưới 1m7 là nó chỉ 73 đến 75, 77. 1m7. Xanh lè anh em. Xanh lè luôn. Xanh không? Đây là cái nút ạ. Dây trên còn, dây dưới còn. Quá đẹp. Seco view này. Con này đỉnh luôn nhá, đỉnh luôn. Và cái cổ anh em nhìn chưa có cái vết, chưa có cái vết màu mồ hôi. À, cái gấp tay cũng vậy này. Đều luôn. Con này là hơi bị hoàn hảo rồi đấy. Hoàn hảo. Con này cũng màu hanh chứ không phải màu ô liu nha. Màu hanh nha nha. Màu hanh. Cái chỗ này vẫn có bắt đầu có vết gấp, bắt đầu như nó gập đi gập lại nhiều, vẫn có hành một chút. Rồi, hết. Con này em vẫn cho 96 vào trong. 60 đến 70 kg và cao 1m7 đến 1m74. Có lót về chỉ có quất vào là bẩn, là đụng trời đông là bẩn nữa thôi. Không phải tìm lót cho mình nữa anh em. Đẹp. Nếu như anh em cần tìm cho mình một con áo M65 đẹp thì con này đủ đáp ứng rồi. Nếu người mà khó tính, con này vẫn đáp ứng được luôn. Đáp ứng được luôn. Đẹp. Nó không có cái gì để chê hết. Anh em biết tại sao em bán cái giá này không? Bán 6 triệu mã số 3. Anh em biết tại sao em bán cái giá này không? Nó chỉ có cái chữ long ở đằng sau đuôi thôi, là bắt buộc người phải cao 1m74 trở lên mới được mua. Còn nó mà có chữ reo lơ ở sau đuôi, tức là cao 1m7 trở lên, thì anh em đừng có mong có cái giá 6 triệu này với em nhé. Nó phải nằm từ 7 triệu trở lên. Cho nên anh em nào mà được cao 1m74 mà gặp con này thì anh em được rẻ hơn rồi đó. Bởi vì sao? Người cao 1m74 cũng không bận được của người cao 1m7, dưới 1m7. Mà người cao dưới 1m7 cũng không bận được của người cao trên 1m74. Vậy mà người cao như vậy lại bị lời. Rồi, 6 triệu mã số 3 anh em. À, cái này thì mỗi shop có mỗi cái, có nghĩa là tự mình bán thôi, chứ không phải ai bán như nhau đâu. Người ta chỉ phân biệt đồ mới và đồ mới, bán giá đồ mới và đồ mới. Còn em thì bán theo kiểu nhỏ, đồ Mỹ hiếm, nhưng mà người Việt Nam nhỏ lại phải chịu đắt. Còn áo cực to, người Việt Nam bận hỏng có vừa cũng phải chịu rẻ, đúng không? Em mình căn cứ vào đó vì nó hiếm mà, nhưng mà áo to thì đầy, mà người Việt Nam không bận được thì phải bán rẻ đi chứ. Đấy, em tự em bán như vậy thôi. Chứ mà đúng như người ta, đồ mới bán giá mới, đồ cũ bán giá cũ. Rồi tiếp tục một con M65 màu ô liu. Con này lại không có cổ vai nữa nha. Small roller này. Spon Leller là 60-70kg và cao 1m7-1m74. Ở cái cổ nó đều màu và đẹp nha nha. Báo cáo con này là bận rồi, nhưng mà cái tem nó bị quanh như cái bộ đầu. Ba tem luôn này. Đã không có cổ vai, hồi nãy em nói với anh em con đầu lai không có cổ vai là của cố vấn. Nó là đời đầu của M65 cho nên nó phải có ba tem. Và 566 cũng ba tem. Đời đầu tiên nó chưa có ra cái nó chưa có làm cổ vai, xong 566 nó thấy thiếu cổ vai, nó quất cổ vai lên để mình dắt cái mũ beret lên trên vai. Đấy. Rồi. Con này là 60 đến 70 kg và cao 1m7 trở lên, đồ mới con này không có lắm nha. Đồ mới con này chỉ được 93 đến 94% thôi. Ở đây có vết ỉm nút này, vết ỉm nút và light watch rồi nha anh em. Cái màu này thì nó của cái thằng M65 màu ô liu, nhưng mà nó tụt phần trăm cho nên cái phần trăm của nó không có xanh ngát lắm nữa. Nhưng mà vải vẫn dày dặn nha. Ở cái cổ tay của nó có vết gấp rồi, nhá. Cái gấp này anh em này, gấp có những cái màu vàng, gấp màu trắng này, anh em nhìn thấy không?
đây xanh, đây xanh ở đây nhạt hơn thì nó đã bị gấp rồi đó. À, cái chữ A này vậy nó bạc hơn, nhưng mà con này vẫn còn đẹp lắm á. Đó là so với cái con mà 96 thì 98% thì không có thể nói được. Nói như vậy chẳng khác gì đưa em so với hoa hậu, đúng không? Mình là thuộc về cái dạng này thì phải chấp nhận thôi. So với con kia nó đẹp, xuất sắc quá. Cho nên tiền nào của đó nha, cút mấy con kia là đẳng cấp lắm rồi đó. Anh nào mà có money mà chơi với con đó thì thôi rồi đừng ơi. Đi ra gái nó đeo thiệt á. Con này là vai 50, dài áo 77. Ủa, dài 77 thì mới có sọc thôi chứ. Con này là reo lơ. Con này dài có 77 này. Anh em biết không? Small reo lơ thì nó dài từ 75 tới 77, mà small sọc thì từ 75 tới 77. Small reo lơ thì nó nằm từ 78 tới 80, 81. Mà cái thằng này reo lơ mà dài có 77 thì nó phải dành cho người cao từ 1m6 đến 1m7 rồi, chứ không cần thiết là từ 1m7 trở lên nhá. Mà đúng sai của nó là phải cao 1m7 trở lên đấy. Rồi anh em chỉ cần rút cái dây này lại một chút ép nữa thì quá là đẹp rồi. Rồi chốt con này 5 triệu mã số 2 của cố vấn nha. Ông này là tay to mặt lớn anh em. Anh em biết không, trên thị trường cái con mà đời năm 65 này là cực kỳ hiếm. Hầu hết anh em thấy ai cũng có cầu vai, nó đâu có đâu, đúng không? Đâu có ai đụng hàng được nó đâu, cực kỳ hiếm. Nó là một câu trả lời, tao là hàng chuẩn cấp pháp. Tao là chuẩn hàng cấp pháp. Chả có thằng nào ngu mà hàng nhái hàng tái mà đi may cái áo không có cầu vai đâu nghe mà. Bởi vì phải may gì cho nó trùng chứ, đúng không? Thằng này lạc loài không có đụng ai hết. Nó độc quyền, nó được quyền độc quyền. Gọi là ai mà thích hàng không đủ hàng thì chơi những cái dòng này cho nó chắc nhé. Anh em cứ chơi con này không ai, anh em bẩn lên không ai bảo là anh em đang bẩn hàng nhái ấy. Còn anh em mà bẩn những hàng khác thì người ta vẫn còn thắc mắc, phải kiểm tra coi phải anh em bẩn hàng chuẩn hay không ấy. Đúng không? Em nói về cô Lý không? Rồi sáng hôm nay tại vì cái like này là like của tối hay sáng ngày là chứ sáng 30 hay like mà giờ lo nói cái là liệu hết rồi. Sáng 30 tối là sáng hôm nay em chỉ lên trình này thôi và hẹn gặp lại anh em tối nay 7 giờ nhé. Em lại tiếp tục mà không biết có gì nữa không, có gì mình lên nấy nha anh em. Em cảm ơn và chào.